vị ba khi như lúc gian nan, khi mạnh mẽ như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu của kia sự ứng thuận anh chị vừa đỏ bày trước mặt của Thánh. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài cho anh chị. Sự gì chúng Chúa hết được và người không được tâm đi. Mà hy sinh, dưỡng dục, nuôi chúng con để trở thành người đã lo liệu cho chúng con từ công ăn việc làm
từ bé cho tới lớn đều nằm trong vòng tay của bố mẹ. Và bây giờ tới đám cưới ngày hôm nay, bố mẹ cũng hết sức là lo lắng. Nếu mà không có bố mẹ, chắc chắn chúng con sẽ không có thể gặp nhau, không thể cùng nhau đứng đây và nên nghĩ vợ chồng hạnh phúc như bây giờ. Chúng con cảm ơn thật sự. Bố mẹ luôn là người yêu thương chúng con nhất trên đời này. Vì vậy, chúng con xin Chúa sẽ giữ lòng trọn hiếu và sẽ là dâu hiền kế thảo, mãi mãi sống đẹp lòng cho con. Cảm ơn anh đã cho em những kỷ niệm tuyệt vời của ngày hôm qua, hạnh phúc ngập tràn của ngày hôm nay và lời hứa ngọt ngào của tất cả những gì sau này. Barely hanging on some.